mình thử so sánh pin AE của Đức và China Solar nha các bạn. Thì này cũng 11 bát bay nè. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11. 11 bát bay ha. Cái đường mạch đây nó hiện cái màu bạc lên nè. Còn China Solar nè. Thì đường mạch này có vẻ nó mờ hơn ha. Đường mạch bằng bạc nè. Nó mờ hơn. Rồi có hiệu không ta? Nè, đường mạch này nó mỏng hơn. Đường mạch này nó mỏng hơn AE Solar. Nó có số seri thôi. Mã vạch. Nhưng không có hiệu ha. Không có hiệu. Hiệu nó dán ở phía sau á. Dưới kìa. Còn cái đường. Cái đường của thằng AE này nó dày nè. Dày hơn. Còn hiệu suất thì để mình thử mình biết nha bạn. Giờ mưa tới rồi. Mới kéo lên đường tắm mưa rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở video sau.